Một trong những cái sứ mệnh cũng như là nhiệm vụ mà Hội Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh được giao là ngoài việc thúc đẩy dạy tiếng Anh thì còn là trao đổi những cái thành tựu, trao đổi nghiên cứu và kết nối hợp tác quốc tế với các cái tổ chức nước ngoài. Và một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi đã thực hiện được năm 2023 đó là chúng tôi đã nộp hồ sơ và sau rất là nhiều vòng kiểm tra đánh giá thì Hội Thí sinh Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên của Hội Thí sinh Thế giới. Thì Hội Thí sinh Thế giới là một cái hội nghề nghiệp dành cho giáo viên tiếng Anh lớn nhất thế giới, được thành lập từ rất là lâu đời, năm 1966. Số lượng hội viên cá nhân trên toàn thế giới là khoảng hơn 10.000 hội viên và cá nhân lẫn tổ chức là hơn 40.000. Thì đây là một cộng đồng rất là to lớn và kết nối gắn kết chặt chẽ các cái giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới qua kênh này, giúp cho những cái người giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh, những cái nơi xa xôi có cơ hội tiếp cận được những cái nguồn lực về học tập, nguồn lực về nghiên cứu, nguồn lực về tư liệu học, nguồn lực về kinh nghiệm, trao đổi để giúp làm tốt hơn trong cái công việc sư phạm của mình.